Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình lại lấy một cái dao. Các dao của mình là đã được vệ sinh và bày bán. Giá dao là chưa bao gồm phí ship, giá dao là cộng với phí ship. Mọi người mua dao thì nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã của dao. Nhớ cái mã của dao và nhớ cái clip đen ngày mai. Hôm nay là clip ngày 18 tháng 2. Cái mã của nó bắt đầu từ mã số 1, mã số 1 đến mã số 10. Sau đây mình xin test thử cây dao của mình là. Các dao của mình là sẽ được mài bén hết như thế này, mọi người mua về là chỉ việc dùng thôi. Sau đây mình xin giới thiệu chi tiết kích thước của từng cây. Cây này là mã số 1. Mã số 1 cây này là một cái Nagari. Cây này cán gỗ. Khâu của nó mà khâu bằng nhựa nhưng mà nó giả văn đá. Khâu nhựa thôi. Cây này thép không rỉ.